Chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái man ở trên cái máy Soli K53SP này, mã main 2.3. Thì cái main này tình trạng là không kích được nguồn. Thì trong quá trình mình kiểm tra thì nguyên nhân không kích được nguồn thì đang không có 3V 5V. Và mình kiểm tra thì nguyên nhân là thứ nhất, cái con này nó có hai lỗi. Lỗi thứ nhất là khi mà điều kiện để có 3V 5V là phải có enable từ IO đưa đến IC 3V 5V để có enable. Và nguyên nhân không có 3V 5V là do mất lệnh enable. Và mất lệnh enable là do con IO này ở trên bên K43 không có cái lệnh AC in OC thăng ở chân 120. Khi mà không có cái lệnh này nên con IO này nó không làm việc, và IO này không làm việc nên không có 3V 5V. Và nguyên nhân mà mất AC in OC thăng này là do để có được AC in OC thăng thì IC có một con IC sạc này, nó có một cái chân nhận dạng AC in. Khi mà có sạc thì AC in ở mức cao, và AC in ở mức cao sẽ cấp vào chân G của một con FET và đưa chân AC in OC thăng xuống mát. Và với là khi mà dùng sạc thì bắt buộc chân asin oxy thăng phải ở mức thấp, và ngược lại là khi dùng pin thì asin oxy thăng chuyển sang mức cao. Và khi mà mình, đây là lỗi con trở, xin lỗi, lỗi con trở trở ghép này. Khi mà mình thay trở khác thì lập tức là có dòng trở, vì asin oxy thăng chuyển xuống mức thấp thì đã có dòng trở và đã có 3V 5V. Nhưng khi có 3V 5V rồi mà vẫn không kích được nguồn thì mình kiểm tra đến chân power boost của IC 3V 5V. Chân power boost này nguyên lý là khi mà có IC 3V 5V hoạt động tạo ra xung dao động, mở ra hai nguồn 3V 5V ở hai cuộn dây này, thì chân 13 và chân 28 là hai chân power boost này đã chuyển từ trạng thái lối đất chuyển sang trạng thái không xác định. Khi mà ở trạng thái không xác định thì nó được treo áp 3V 3 qua trở này vào đây thành 3V 3, và 3V 3 này đi qua diode cấp vào cho IO và chip nam cái tín hiệu là reset chip nam, tín hiệu BMRST thăng. Và vì cái con trở này nó bị lỗi con trở này nên không có điện áp 3V, không mở được cho áp được 3V 3 vào cái đường bao hút này, nên không có tín hiệu reset cho IO và chip nam, nên cái máy này không được nguồn. Khi mà mình tiến hành thay con trở này thì lập tức máy đã hoạt động. Đấy, thì các bạn lưu ý này, với main ASUS ở trên bên K42 và K53 này, cứ khi mà cái trạng thái của chân asin oxy thăng thì lập tức sẽ không kích được máy. Và sẽ không kích được máy. Còn trường hợp ở trên bên K43 và K46 thì khi mà sai cái chân asin oxy thăng này thì nó vẫn kích được, vẫn hoạt động bình thường, nhưng nó chỉ sai cái trạng thái sạc thôi. Vâng, cảm ơn các bạn.